Xin chào quý vị và các bạn. Và tiếp theo bản tin sức khỏe của ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng tìm hiểu về lợi ích tuyệt vời của lá đu đủ mà rất ít người biết để tận dụng. Lá đu đủ có vị cay, đắng và được sử dụng như một vị thuốc để chữa bệnh. Lá đu đủ có chứa nhiều vitamin A, B, C, D, E và canxi tốt cho sức khỏe. Loại lá này được sử dụng trong nhiều bài thuốc đặc trị bệnh khác nhau. Và sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số các cái lợi ích của lá đu đủ. Thứ nhất là giúp phụ nữ giảm đau trong ngày đèn đỏ. Dùng trà hoặc thuốc sắc làm từ lá đu đủ có thể trị các cái triệu chứng của hội chứng tiền kinh nguyệt như đau đầu, đau bụng, khó tiêu, buồn nôn. Bạn có thể lấy một chiếc lá đu đủ, thêm mẻ và muối bỏ vào rồi đun sôi nước, lọc lấy phần nước để nguội và uống cũng giúp giảm bớt khó chịu trong ngày đèn đỏ. Và cái thứ hai đấy là chống ung thư. Một số nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng đu đủ có đặc tính chống ung thư, tăng cường khả năng miễn dịch, giúp phòng ngừa một số bệnh như là ung thư cổ tử cung, ung thư vú, tuyến tụy, gan và ung thư phổi. Và cái thứ ba là chống sốt rét. Sốt rét là một cái bệnh truyền nhiễm do ký sinh trùng gây ra. Theo một nghiên cứu, sử dụng lá đu đủ hàng ngày có thể giúp tăng các cái tế bào hồng cầu và giảm số lượng ký sinh trùng trong cơ thể bệnh nhân bị sốt rét. Và tác dụng thứ tư là ngăn ngừa sốt xuất huyết. Nước ép lá đu đủ là một trong những phương pháp truyền thống dùng để chữa bệnh sốt xuất huyết. Theo một nghiên cứu, chiết xuất từ lá đu đủ có khả năng hạ sốt và làm tăng cái số lượng tiểu cầu ở người bệnh sốt xuất huyết. Và tác dụng thứ năm đấy là giải độc cơ thể. Lá đu đủ có chứa các cái chất như flavonoid, alkaloid cùng với enzyme như là papain có tác dụng giải độc, bảo vệ gan và thận khỏi tình trạng viêm nhiễm. Và thứ sáu đấy là kích thích mọc tóc. Lá đu đủ chứa các cái chất chống oxy hóa như là beta carotene, vitamin A, C, enzyme papain giúp điều trị những cái vấn đề về tóc như là gầu, rụng tóc, kích thích mọc thêm tóc và làm chúng trở nên bóng mượt hơn. Và tác dụng thứ bảy là hỗ trợ tiêu hóa. Lá đu đủ có chứa các enzyme hỗ trợ protein và tiêu hóa, từ đó giúp giảm tình trạng táo bón, hội chứng ruột kích thích, ợ nóng, đầy hơi và các cái vấn đề tiêu hóa khác. Và quý vị thân mến, như vậy trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là 7 lợi ích tuyệt vời của lá đu đủ mà rất ít người biết đến. Thì mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý vị được thật nhiều những kiến thức bổ ích trong cuộc sống. Cuối cùng xin được chúc quý anh chị có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.